Chiều ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tà Trải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đây là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn này. Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tà Trải tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân, Tà Trải đã hoàn thành toàn diện 18 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn mới của xã đã có những chuyển biến mạnh mẽ, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đạt 38,6 triệu đồng mỗi người một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn dưới 6%. Tại lễ công bố, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.